Đây là quân của tôi. Chính là hắn phát hiện tung tích của đám người Vinh Hoàn. Những người này lái xe rất tốt và số lượng người rất nhiều, không giống người bản địa. Tôi đã nghi ngờ khi họ đến vào ngày hôm trước. Vì vậy, khi họ gọi giao hàng, tôi để anh trai tôi giả làm người giao hàng vào và giao hàng hai lần. Bên trong có một lão già, lại là người mà cả đội muốn bắt. Huynh đệ, lần này cậu vất vả rồi. Anh khách sáo rồi, đó là điều tôi nên làm. Anh nói họ có nhiều người, khoảng bao nhiêu người? Ít nhất cũng có 20 người. Nếu các anh không mang theo ai, chi bằng tôi sẽ gọi anh em của tôi đến đây. Tôi có thể gọi ít nhất 100 người. Chúng ta bao vây sân của bọn họ. Anh Hà làm đám tiểu tử này sợ. Anh dễ dàng bắt người là được. Không cần huynh đệ, tôi đánh giá cao lòng tốt của anh. Họ sống ở bên đó, chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Dễ bị họ phát hiện, bọn này là kẻ trộm. Nghe vậy Trình Sán sắc mặt hơi trầm ngâm. Anh Hà, chỉ có hai chúng ta được không? Không thể được cũng phải được. Anh và đại đầu đi sơ tán tất cả cư dân xung quanh đi, để không làm thương người vô tội. Anh Hà, tôi hỏi thêm một câu được không? Anh lần này hành động là vì bảo đảm an toàn cho người dân kinh thành sao? Là để bảo vệ sự an toàn người dân Hạ Quốc. Nghe thấy Trình Sán lập tức trong lòng nóng lên. Anh Hà, chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi mặt dày để đặt một cuộc hẹn với anh. Chờ anh chiến thắng. Sau khi chiến thắng, tôi nhất định phải kính ba ly với anh. Ba ly làm sao đủ, ít nhất 10 thùng nước máy. Trình Sán nhìn tôi anh hùng trước mắt, vô cùng cảm động, rất ngưỡng mộ. Những người coi thường sống chết vì an toàn của người dân, là anh hùng thật sự. Anh Hà, bảo trọng. Chuyện gì xảy ra ngoài đó? Tại sao đột nhiên trở nên ồn ào như vậy? Không sao, phó trưởng môn, anh vào nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ giải quyết. Hà Gia Vinh đây sao? Làm sao có thể? Chúng ta trốn ở đây hắn cũng có thể tìm được. Đây là có mũi chó sao? Phó trưởng môn yên tâm, hai chúng tôi coi như chết trận, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của anh. Các người lạnh hết rồi, còn ai bảo vệ tôi nữa? Chúng tôi chắc chắn sẽ để anh không sao. Nếu có thể lấy được thủ cấp của Hà Gia Vinh, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói tốt cho các anh với ông chủ. Các ngươi muốn cái gì thì thường cái đó. Cảm ơn phó trưởng môn. Chúng ta liều chết cũng phải giết Hà Gia Vinh. Lấy chìa khóa xe, nếu phát hiện có gì sai, chúng ta chạy thôi. Cuối cùng sau một loạt các cuộc thảo luận, cuối cùng Dung Hoan đã bỏ chạy. Hắn đã trốn thoát. Làm sao có thể? Tiên sinh, làm sao anh ta có thể thoát khỏi tay anh? Lý Khải nhìn tôi mặt không thể tin được. Tên này có thể căn bản không tin những người này của hắn có năng lực chống lại chúng ta. Vì vậy, đã phá vỡ bức tường trong nhà và trốn thoát trước. Và tôi nghĩ bức tường đó đã được phá bởi một lực rất lớn, cho nên bên cạnh hắn nhất định còn có cao thủ khác bảo vệ. Tiên sinh, vậy sao anh không đuổi theo? Dung Hoan đó không biết võ, chắc chắn không chạy nhanh. Miễn là hắn không chạy ra khỏi khu nhà này, dùng sức chân của anh đuổi kịp anh ta tuyệt đối không vấn đề gì. Nếu tôi đuổi theo, chẳng phải các người gặp nguy hiểm không phải sao? Nhìn vào vết thương của anh còn chiến đấu được sao? So với huynh đệ của tôi, hắn ta là cái gì? Hơn nữa hắn đã là người sắp chết. Cho dù hắn chạy trốn về Thần Thanh Hải, ta cũng nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Đây là cái gì vậy? Những người xung quanh thật mạnh, chúng tôi không đánh lại. Anh đã chặn Dung Hoan, giờ anh đang ở đâu? Anh đi về phía tây bắc, có thể nhìn thấy chúng tôi trong vòng 3 km. Đại đầu, anh phải giữ chúng lại. Tôi sẽ tới ngay. Lý Khải và Bạc Nhân Hình không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi phấn khích, không khỏi có chút bất ngờ. Không biết tôi nhận được tin tức tốt gì mà lại kích động như vậy. Ha ha, Dung Hoan và người của hắn bị người dẫn đường cho chúng ta chặn lại rồi. Tiên sinh, vậy chúng ta đi thôi. Nhất định phải giết hắn. Anh Hà, thế nào rồi? Đúng rồi, Dung Hoan này là thế nào? Lần này cậu lập được đại công rồi. Sao anh có thể chặn anh ta với nhiều người như vậy? Anh Hà, tôi không yên tâm cho anh. Đội trưởng Trình nói các người chỉ có 7-8 người, phải đối phó với hơn 20 người. Cái này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Cho nên sau khi tôi và đội trưởng Trình sơ tán xong cư dân xung quanh, tôi đã gọi tất cả anh em của mình đến đây. Tôi nhất định sẽ giúp anh nói vài lời tốt đẹp. Làm ơn thả tôi ra, làm ơn. Sớm biết hôm nay, sao còn làm? Nếu để anh đi, vậy ai sẽ tha cho hàng ngàn sinh mạng đó? Ai chịu đựng đau khổ của họ? Còn người thân trải qua quãng đời còn lại với sự hối tiếc và đau buồn thì sao? Dung Hoan nghe được lời này lập tức hiểu được dù mình cầu xin như thế nào, chắc là sẽ không có kết quả tốt gì. Hello, Hà Gia Vinh phải không? Không sai ai đấy. Tôi là Dung Hạ, người đứng đầu hội Nguyên Y. Trong giọng nói già nua đó có một chút đau buồn không thể nhận ra. Rõ ràng ông ta đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc. Xin lỗi, Dung trưởng môn, bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại của ông, bởi vì tôi đang quan sát con trai ông. Anh cần điều kiện gì để thả con trai tôi? Anh cũng biết thực lực của hội Nguyên Y ta, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Không sai, tôi thực sự có vài điều kiện. Nghe người ta nói Hà Gia Vinh nổi tiếng chính trực, bây giờ xem ra cũng không như vậy. Anh có điều kiện gì thì cứ đề cập. Hãy để hàng ngàn người bị hội Nguyên Y các người giết chết sống lại, tôi sẽ thả con trai ông ngay lập tức. Vẻ mặt Dung Hạ lập tức thay đổi. Hà Gia Vinh, tôi đang rất nghiêm túc đàm phán điều kiện với anh. Tôi cũng rất nghiêm túc. Nếu ông không làm được, vậy tôi sẽ đổi một cái khác. Thế này, ông đến nhà các nạn nhân, đi từ nhà này đến nhà khác. Miễn là mỗi người trong số họ tha thứ cho ông, tôi sẽ tha cho con trai ông, thế nào? Hà Gia Vinh, đừng nghĩ là tôi sợ anh. Mặc dù cuộc sống của con trai tôi bây giờ nằm trong tay anh, nhưng anh nên biết hậu quả. Cho dù tôi có chết, hôm nay cũng phải thay Hạ Quốc giúp Trung Y diệt trừ cái tai họa này của các ngươi. Cứu con, trong giọng nói của Dung Hạ có chút buồn bã.
Hoa Nhi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu con ra. Nhất định sẽ cứu. Dung trưởng môn, bây giờ ông cũng cảm thấy nỗi đau mất đi người thân. Rốt cuộc cảm nhận được khi nhìn người thân của mình chết ở trước mặt mình bất lực tuyệt vọng ra sao? Trên đời này thiện giả ác báo, có nợ phải trả. Miễn là anh thả con trai tôi, mọi thứ đều dễ nói. Thiên sơn băng ve sầu, bọ cạp bảy màu, dược liệu quý hiếm hay thứ gì khác? Tất cả các loại thuốc quý hiếm trong Hội Nguyên Y, tôi đều có thể cho anh. Tất cả đều có thể, những thứ hắn nói đều là báu vật của Hội Nguyên Y. Nhưng lúc này vì mạng sống của con trai ông đã liều lĩnh rồi. Hà Gia Vinh nghe những gì anh ta nói về những kho báu này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ Dung Hạ lại thật sự có thể đưa toàn bộ Hội Nguyên Y vì con trai mình. Xin lỗi, những thứ này không thể đổi lại mạng sống của những người đã chết. Tôi có thể để ông nói lời tạm biệt với con trai ông. Nhanh lên đi, ngoại trừ cái này, tôi còn có thể cho anh hàng ngàn cuốn sách cổ bị thất lạc, bí pháp huyền thuật. Nếu anh không đồng ý, vậy thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Tôi biết anh hiện tại có rất nhiều kẻ thù, vì vậy anh phải cải thiện khả năng của mình để bảo vệ gia đình. Dung Hạ thấy tôi không nói gì, chứng tỏ tôi đang dao động, sau đó tiếp tục thuyết phục. Miễn là anh lấy những bí mật này, vậy thì anh không chỉ có thể bảo vệ gia đình mình tốt hơn, và anh sẽ có ít hơn một kẻ thù. Với tài năng của anh, hoàn toàn có hy vọng luyện được những kỹ năng mạnh nhất. Đến lúc đó anh còn sợ cái gì? Lăng Tiêu, đó đều là đệ đệ. Tại sao ông biết nhiều về Vạn Tú? Chính xác thì mối quan hệ của ông với anh ta là gì? Một người quen cũ, nhưng không có nhiều giao tình. Giữa chúng ta chỉ có kinh doanh. Anh ta thu thập cho tôi những loại thuốc quý giá mà tôi muốn. Tôi sẽ cho anh ta một bản sao sách huyền bí. Tôi biết hắn là kẻ bị truy nã, nhưng là Hội Nguyên Y chúng ta cũng chưa từng làm quá giết người. Luân Tấn thử pháp lần nhất. Các người giết người còn tệ hơn Vạn Tú gấp trăm lần ngàn lần. Hãy nói lời tạm biệt cuối cùng với con trai của ông. Hà Gia Vinh, nếu anh chạm vào con trai tôi nhất định phải làm anh thịt nát xương tan. Ngay lúc này, cựu giám đốc đột nhiên đến. Dung Hoan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vị cứu tinh cuối cùng đã đến. Giám đốc Viên, cứu tôi với. Viên Hòa không để ý Dung Hoan, mà là nhìn về phía tôi. Gia Vinh, cho dù anh nói anh ta đã giết hàng ngàn người, vậy cũng phải có chứng cứ. Ít nhất hãy để chúng tôi đưa họ trở về để điều tra. Tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi, không cần phải lãng phí thời gian. Tôi không đồng ý. Tôi yêu cầu tiếp tục điều tra. Đây là lạm dụng tư hình, phải trả giá. Giờ ta ra lệnh cho anh dừng lại. Đừng quên anh là người của quân đội. Nam tử Hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, lương tâm trong sạch. Gia Vinh, tôi cũng bị ép buộc. Anh nghĩ tôi chỉ muốn ngăn cản anh sao? Thà trái lệnh còn hơn trái lương tâm. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.